Are you ready? Brought to you by LimCTV.com and MySpaSuccess.com. OK, thì sau khi mình làm thì mình nghe tiếng máy nó bíp bíp là nó báo được là nó báo cho anh biết là cái giờ là đã hết 5 phút mình xong. Thì sau khi xong rồi mình thoa đều cái gel trên chân, trên bắp chân và trên bàn chân, xong đó dùng cái nóng đắp lên. Sau khi đắp lên chân này xong thì mình trở lại chân phía bên kia. Chân này mình làm xong rồi mình tháo khăn ra, lau súng. Cái step tới đó thì mình dùng cái bao bát rồi mình bỏ lên chân này chút, mình làm massage về một cái bao bát rồi mình giữ cái nó tạo cái moisturizer trên chân ta giữ được lâu dài. Và cái soy solution đó thì mình sẽ dùng cho chân đứt, chân khô dưới gót chân. Thì solution mình bỏ dưới gót chân ở dưới nơi nào mà da khô dưới gót chân. Hoa đều xảy ra cho cái soy solution nó thấm sâu trong cái da người ta, nó tái tạo lại da. Sau đó mình xa ở trên. Khi mình làm xong thì mình sẽ thấy được cái màu da nó thay đổi, thì cái những cái cực máu lưu thông trên là trên khách hàng, thì mình thấy cái da nó thay đổi, đồng thời da nó mịn màng hơn. Rồi xong, thầy cảm ơn. Hello, my name is Cassie. I have been coming to the nail spa for 6 months, and I get the ultimate pedicure with the new skin process, which I find works the best. Leaves my legs feeling great. I am on my feet all the time at work, so I need something that really relieves the tension, and the new skin ultimate pedicure definitely has been extremely beneficial over the last 6 months in keeping my legs fresh for work. Thank you very much. Are you ready? Brought to you by LimCTV.com and MySpaSuccess.com.